Nguyễn Văn Trung từng bị tố quỵt tiền con nuôi, trầm cảm vì đổ vỡ hôn nhân. Là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất Vbiz, mọi thông tin về đời tư của Nguyễn Văn Trung luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhắc đến những cái tên như Nguyễn Hồng Thuận hay Nguyễn Văn Trung thì chắc chắn cái thế hệ 8X hay 9X sẽ biết rất rõ. Đặc biệt là Nguyễn Văn Trung, anh là cái tên không còn quá xa lạ với thế hệ 8X, 9X đời đầu. Anh đã cộng tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Khánh Phương, Akira Fan, Tần Khánh, The Man, cho ra đời nhiều ca khúc hit trên bảng xếp hạng âm nhạc. Nhận kỷ lục Việt Nam cho sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Văn Trung là nguồn cảm hứng của nhiều bản hit âm nhạc vào đời đầu 8X và 9X. Thể loại âm nhạc của nhạc sĩ thu hút bởi sự ngọt ngào, nhẹ nhàng và sâu lắng, đặc biệt là những ca khúc yêu thương, vì thế anh cũng có được một lượng fan khá lớn. Năm 2008, anh vướng vào nghi ngờ đạo nhạc. Trên mạng xuất hiện hai ca khúc, một là Ua Isiamok của ca sĩ Thái Lan và ca khúc Pha Pen Payan của Lào hoặc Campuchia, được cho là có giai điệu giống hệ ca khúc Vầng Trăng Khóc do Nguyễn Văn Trung sáng tác, Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc thể hiện. Sau khi thông tin anh đạo nhạc được nhiều báo mạng truyền nhau, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã lên tiếng khẳng định ca khúc Vầng Trăng Khóc là ca khúc do tự mình sáng tác. Anh còn gửi công văn đến Sở Văn hóa Thông tin, Cục Bảo vệ quyền tác giả và một số tờ báo lớn để làm rõ sự việc này. Tháng 9 năm 2011, Sở Văn hóa Thông tin, Cục Bảo vệ quyền tác giả đã xác nhận ca khúc Vầng Trăng Khóc của Nguyễn Văn Trung xuất hiện sớm nhất so với các ca khúc được nghi là bị đạo nhạc. Ca khúc đầu tay Người Thầy Năm Xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung được ca sĩ Nguyên Vũ mua bản quyền và trình bày. Nguyên Vũ đã gặt hái được nhiều thành công với ca khúc này. Từ năm 2003 đến 2007, Nguyễn Văn Trung hợp tác cùng cặp song ca Nhật Tinh Anh Khánh Ngọc tạo nên các bản hit là Đêm Trăng Tình Yêu và Vầng Trăng Khóc. Tháng 8 năm 2008, Nguyễn Văn Trung lại thành công với một số sáng tác trong album Vol 1, Đứng Dậy Vươn Vai của nam ca sĩ Akira Fan. Tháng 3 năm 2009, ca khúc Con Đường Mưa của Nguyễn Văn Trung được nam ca sĩ Cao Thái Sơn thể hiện đã gây bão trên thị trường âm nhạc lúc bấy giờ. Sau khi ký hợp đồng với công ty Nhạc Xanh, Nguyễn Văn Trung cũng đã cho ra mắt nhiều sáng tác nổi tiếng như Đêm Trăng Tình Yêu, Vầng Trăng Khóc, Tình Yêu Mang Theo, Mộng Thủy Tinh. Năm 2020, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung nhận được kỷ lục Việt Nam dành cho nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam. Đây là một niềm động viên lớn lao cho công cuộc sáng tác âm nhạc dành cho thiếu nhi của anh trong 8 năm. Anh đã mất 8 năm để hoàn thành dự án lớn 300 bài hát thiếu nhi với đủ đề tài và lứa tuổi dành cho các con từ 3 đến 13 tuổi. Đối với Nguyễn Văn Trung thì mỗi giải thưởng đối với anh đều rất đáng quý vì đó là những cột mốc, những dấu son, điểm nhấn trong sự nghiệp sáng tác của mình. Khi biết mình có tên trong những người nhận giải thưởng cao quý này, thì lập tức nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã có một lời hứa là cho phép các trường và các giáo viên âm nhạc được sử dụng miễn phí tất cả các bài hát thiếu nhi của mình để giảng dạy hoặc biểu diễn trong các chương trình ca nhạc hay các cuộc thi tại trường. Hiện tại đã có 5 bài hát thiếu nhi của nam nhạc sĩ đã được đưa vào sách giáo khoa tiểu học. Đây là một điều đáng ghi nhận của anh khi chính anh muốn kho nhạc của mình được sử dụng rộng rãi hơn. Bị tố quỵt tiền thưởng của con nuôi. Tháng 10 năm 2021, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung bị đồn quỵt tiền thưởng cách xê tiền lì xì bao năm qua của con gái nuôi. Mọi chuyện xuất phát từ Suri Kim Anh, con của em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Cô bé từng có thời gian mắc chứng trầm cảm, sống khép kín sau cuộc ly hôn của bố mẹ. Đến năm 2017, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung quyết định để mẹ Suri Kim Anh ra nước ngoài, thay đổi môi trường sống và nhận nuôi cũng như chăm sóc bé Suri như con ruột. Cụ thể, anh bị một nhóm anti-fan bóc mẻ việc anh đã quỵt tiền của con gái nuôi trong suốt nhiều năm với tổng giá trị lên đến 70 triệu đồng. Tài khoản tố giác còn kêu gọi cư dân mạng cùng hiệp lực đòi lại công bằng cho bé Suri. Đáp lại những đồn đoán, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã đăng tải trên trang cá nhân ý kiến phản hồi của mình. Anh cho rằng chuyện cá nhân gia đình anh thì xin đừng xía vào, đồng thời anh cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về cách nuôi dạy bé Suri nhiều năm qua. Nam nhạc sĩ cho biết, mình luôn dạy con, muốn gì con phải nói ra chứ đừng im im như vậy, người ta sẽ lợi dụng điều đó để suy diễn đặt điều sai lệch về con hoặc gia đình con. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng khẳng định, nếu con hay ba mẹ ruột của con cho rằng mình bóc lột con khi bắt con ca hát, quay hình, lồng tiếng chơi game show, thì mình sẽ ngay lập tức ngưng lại những gì mình đang dành cho con, vì đó là lòng tự trọng của mình. Về vấn đề lùm xùm tiền bạc, anh cho biết sẽ nói chuyện riêng với gia đình con nuôi khi bé chưa đủ tuổi và thẳng thắn nói chuyện với bé khi bé đã đủ tuổi. Anh muốn con nuôi mạnh dạn quyết định cuộc sống của bản thân mình. Theo anh, khi nhận nuôi một đứa trẻ, mỗi người cần có tình thương, sự chăm lo, định hướng dành cho bé. Nếu có muốn đòi quyền lợi, thì đích thân bé là người lên tiếng đòi quyền lợi. Nếu bé chưa đủ tuổi, thì những người có liên quan hoặc bố mẹ ruột sẽ lên tiếng thay cho bé. Người ngoài cuộc xin đừng phán xét hay lên tiếng hộ. Anh cũng cho biết, khi gặp những ồn ào đồn đoán không hay về bản thân, người trong cuộc cần phải lên tiếng ngay lập tức. Việc lên tiếng này không chỉ để làm rõ minh oan cho bản thân, mà còn để tránh việc bị phán xét, bị người ngoài đồn thổi, đơm đặt, đẩy câu chuyện đi quá xa.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bày tỏ nỗi bức xúc khi nhiều cư dân mạng đang tự cho mình quyền phán xét đánh giá người khác khi không ở trong cuộc. Anh cũng mong bất cứ nghệ sĩ nào khi gặp những đồn đoán không hay cần phải lên tiếng ngay lập tức để lấy lại lòng tự trọng cho bản thân. Hôn nhân 8 năm tan vỡ. Nguyễn Văn Chung và Kim Thanh kết hôn năm 2012. Trước khi kết hôn, họ có 2 năm quen biết. Kim Thanh sinh năm 1988, không hoạt động nghệ thuật mà làm giáo viên dạy tiếng Hàn. Chuyện tình của họ đã không ít người ngưỡng mộ, bởi để đến được với nhau, cặp đôi đã trải qua khoảng thời gian thử thách với nhiều sóng gió. Ban đầu, bố mẹ vợ anh không đồng ý mối quan hệ này do không muốn con gái mình yêu và gắn bó cuộc đời với một người nghệ sĩ. Sức ép từ gia đình quá lớn, Kim Thanh đã đi du học và anh thì vùi mình vào công việc để quên đi nỗi buồn này. Tuy nhiên, sau một thời gian, cuối cùng chính tình cảm chân thành và mối nhân duyên đã đưa đẩy cả hai tiếp tục gắn bó với nhau. Nguyễn Văn Chung đã thuyết phục được gia đình Kim Thanh đồng ý để họ về chung một nhà. Tuy nhiên, hôn nhân của Nguyễn Văn Chung lại không được trọn vẹn. Tháng 8 năm 2020, anh ly hôn với vợ sau 8 năm chung sống, khiến nhiều khán giả quan tâm tiếc nuối. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng bản thân suy nghĩ nhiều, trầm cảm lo lắng hậu đổ vỡ. Là người sống nội tâm, đa cảm và yêu thương bố mẹ hết mực. Khoảng 3 tháng sau khi chia tay vợ, dần ổn định được tâm lý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới tâm sự về cuộc hôn nhân với bậc sinh thành. Tuy bố mẹ có buồn, song đều tôn trọng quyết định của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, coi việc ly hôn của con như là hết duyên nợ. Gác lại chuyện buồn, được bố mẹ ở bên đồng hành và chia sẻ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trở lại với cuộc sống vốn có và chuyên tâm vào sáng tác âm nhạc.